khối tài sản kếch xù của Đăng Khôi khiến Giang Cư Mận trầm trồ, ví như Phú Bà Huyền Baby phiên bản anh tài. Đăng Khôi ông cố nội vi rùa một thời của Vbiz không chỉ gây sốt với ngoại hình bảnh bao và phong thái lịch lãm. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một phú anh sở hữu khối tài sản khổng lồ và lối sống sang chảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vợ chồng Đăng Khôi và Thủy Anh đã nhiều lần tiết lộ những bất động sản xịn sò khiến nhiều người choáng ngợp. Một trong số đó là căn biệt thự lộng lẫy tại khu đô thị đắt đỏ bậc nhất quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này rộng 300m², 4 tầng với phong cách tân cổ điển. Chưa kể, vợ chồng Đăng Khôi Thủy Anh còn sở hữu một căn biệt thự tại Phú Quốc trị giá xấp xỉ 50 tỷ đồng. Năm 2023, cặp đôi thu hút sự chú ý của công chúng khi tậu thêm một căn biệt thự với vị trí đắc địa ở châu Âu, nằm cạnh sông Danube đối diện với tòa nhà Quốc hội Hungary. Được biết, Đăng Khôi có niềm đam mê với sưu tầm xe hơi. Cách đây 6 năm, nam ca sĩ đã sở hữu bộ sưu tập xe đắt đỏ như Range Rover, BMW, Mercedes E400. Mới đây nhất, anh không ngại chi mạnh tay tặng bà xã Thủy Anh chiếc Mercedes trị giá 6,5 tỷ đồng và đồng hồ kim cương giá gần 5 tỷ đồng. Cuộc sống của cặp đôi này luôn ngập tràn trong những bức ảnh check-in sang chảnh tại các điểm du lịch nổi tiếng và đồ hiệu từ các nhà mốt lớn trên thế giới. Hội chị em cứ phải gọi là xin vía chị Thủy Anh để có một anh chồng vừa giàu vừa đẹp trai như này.